Tao luyện được rồi. Ta cũng luyện được rồi. À, giúp thẳng ta nhả. Ta là Bạch Long sư phụ. Hả? Hôm nay đại tiểu thư băng rồng trắng sẽ cho các ngươi nếm mùi lợi hại. Hai tên ngốc nào vậy? Hãy cho cha xem con đã luyện tập được những gì. Dạ, thưa cha. Đó chính là cung thần kết hợp với lửa rồng thần. Không xong rồi. Bây giờ phải làm sao đây đại ca? Hôm nay, đại tiểu thư băng rồng trắng sẽ cho các ngươi nếm mùi lợi hại. Các ngươi, mau nấp phía sau ta. Các ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ quay trở lại. Lợi hại quá. Đây là cung thần sao? Không ngờ sức mạnh của cung thần lại lợi hại đến như vậy, khiến cho bộ băng rồng đen phải bỏ chạy. Giỏi lắm con gái. Nhưng mà mông của ta đau quá. Hồi nãy có ai thấy ai cầm cung tên bắn vào mông của ta không? Ta đang hái rau tự nhiên có người bắn vào mông ta từ phía sau. Dạ không, con đâu thấy ai đi ngang qua đây hết đâu sư phụ. Chắc là mấy tên thợ săn đi ngang qua đây thôi. Coi chắc là mấy tên thợ săn đi ngang đây không? Dạ chắc mà, mọi người cũng nghĩ vậy đúng không? Dạ đúng, nhưng mà hồi nãy sư phụ xuất hiện đúng hầu luôn á. Cái gì? Thiệt hả? Chứ sao nữa, tiểu thư băng rồng trắng ra chiêu cũng ngầu ghê luôn. Phải chi chúng ta học xong những chiêu thức mới, lúc đó chắc ngầu lắm luôn á. Vậy bây giờ chúng ta hãy mau về núi Bạch Long để học liền đi. Được rồi, con gái, mau triệu hồi Bạch Long thần tới để đưa mọi người về. Dạ, thưa cha. Ê, khoan, mọi người có quên gì không? Quên gì đâu ông? Cái tay của ta. À, ta quên, Tiểu Thiên, Aloy, mau lấy miếng ngọc bội ra chữa vết thương cho đại ca băng bò viên. Dạ. Ủa nhưng mà đại ca ơi, miếng ngọc bội lúc nãy bị HKK cướp mất rồi. Đại ca băng bò viên, chỉ là bị mất một cánh tay thôi mà, chắc là không có chết đâu ha. Hay là đợi khi nào ta cướp lại được miếng ngọc bội rồi chữa sao ha. Trời, còn có một tay thì làm sao ta có thể nhảy trên. Ai cũng muốn được sinh, ai cũng muốn được sống thật lung linh đây. Chuyện lớn vậy mà còn hát được nữa. Băng rồng đen đã mạnh, nay còn có thêm miếng ngọc bội nữa, làm sao chúng ta có thể địch lại đây? Thôi được rồi, hãy dùng miếng ngọc bội của ta chữa cho hắn trước đi. Ơ, sao sư phụ lại có miếng ngọc bội? Vậy là Tam Sắc Long sư phụ chưa nói cho các người biết sự thật về 5 miếng ngọc bội rồi. 5 miếng? 5 miếng là sao vậy sư phụ? Không phải chỉ còn một miếng là đủ để cứu rồng thần thôi sao? Một miếng có thể cứu được người thường, còn rồng thần bị bơm vào người một chất cực độc. Loại độc mà không người thường nào có thể chịu nổi. Phải tập hợp đủ 5 miếng ngọc bội kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mới có thể cứu được rồng thần. Vậy miếng của Tam Sắc Long sư phụ để lại cho tụi con là gì vậy sư phụ? Đó là miếng ngọc bội mộc có màu xanh, còn miếng màu xanh dương của ta chính là thủy. Vậy còn 3 miếng nữa là kim, hỏa, thổ, sư phụ biết tất cả đang ở đâu không? Miếng ngọc bội thổ đang ở lãnh địa rồng tím, miếng ngọc bội kim đang ở lãnh địa rồng vàng, miếng ngọc bội quả đang ở lãnh địa rồng đỏ. Hả? Đó là quê hương của chúng ta mà, lâu rồi chúng ta không trở lại lãnh địa rồng đỏ. Lâu lắm rồi ta cũng chưa về quê hương rồng vàng của mình nữa, không biết bây giờ mọi thứ ra sao. À quên nữa, nãy giờ chúng ta lo nói chuyện gì miếng ngọc bội mà quên chữa cho đại ca băng bồ viên. Trời ơi, nó xỉu rồi, để ta. Tại ta mọc ra rồi. Xin lỗi đại tỷ, do ta mừng quá cho nên ta mới ôm đại tỷ, chứ ta không có ý. Ta năm nay đã 70 tuổi rồi mà vẫn bị ăn cơm chó, vãi đạn thiệt chứ. Thưa đại đô đốc, bọn em vừa mới cướp được miếng ngọc bội từ tay của băng rồng xanh. Người đâu, đem lên cho ta xem. Dạ đây đại đô đốc. Nhưng mà hình như các ngươi đang bị thương, có đúng không? Dạ đúng rồi đại đô đốc, bọn em đã phải liều mạng để chiến đấu mới có thể cướp được miếng ngọc bội về. Được lắm, ta ghi nhận sự trung thành này của các ngươi. Ta sẽ đề xuất cho đại vương đại hắc long cho các ngươi lên chức cao hơn và thật nhiều vọng lộc khi chúng ta cướp đủ 5 miếng ngọc bội và mang về cho đại vương đại hắc long. Miếng ngọc bội tiếp theo đang ở đâu vậy đại đô đốc? Miếng ngọc bội ấy đang trong tay của tên sư phụ băng rồng trắng.
Hả? Tên già đầu trắng ấy vừa mạnh, vừa có miếng ngọc bội. Bọn em thật sự không phải là đối thủ của hắn đâu Đại Đô Đốc. Ta biết, ta biết. Nên lần này, đích thân ta sẽ ra tay với hắn để cướp về miếng ngọc bội thứ hai. Hôm nay là ngày đầu tiên mà ta dạy cho các ngươi các chiêu thức mà Tam Sắc Long sư phụ trước khi qua đời đã nhắn nhủ lại cho ta. Lưu ý, ta chỉ hướng dẫn những nguyên lý cơ bản, còn kết quả chiêu thức có mạnh hay không là do ý chí và sức mạnh ẩn sâu bên trong của mỗi người, rõ chưa? Dạ rõ. Dạ rõ. Đầu tiên là chiêu thức Lửa Rồng Thần. Lửa Rồng Thần cơ bản thì mọi người đều giống nhau, nhưng khi khai mở được năng lượng bên trong của bản thân thì Lửa Rồng Thiên của mỗi người sẽ biến thành các chiêu thức khác nhau và mang sức mạnh riêng. Đầu tiên đó là cách bắt ấn Lửa Rồng Thần. Ủa chứ không phải bắt như vậy hả sư phụ? Tào lâu, cũng vì bắt ấn như vậy mà Tam Sắc Long sư phụ của các ngươi không khai mở được hết sức mạnh thì mới chết sớm đó. Mau bắt ấn theo ta đi. Dạ. Tài bắt ấn đầu niệm câu thần chú này. Ủa chứ không phải trong đầu là phải tập trung và không được suy nghĩ gì hả sư phụ? Trời ơi, ngươi lại đây dạy tha ta luôn đi. Nói thì nghe đi, sao hay ghê quá vậy? Mau luyện tập đi. Dạ dạ dạ. Câu thần chú gì mà khó nhớ dữ vậy trời? Phải chi câu lừa hận thù đất trai kia ước hại ta. Tôi không sao, chắc anh cũng như vậy mà, thì dễ nhớ hơn rồi. Sơ hở cái này chửi à? Già mà hay chửi quá. Sư phụ gì mà khó quá ai mà chịu nổi. Trời ơi, cả tiếng đồng hồ rồi mà sao chưa ai luyện được gì hết vậy? Hồi xưa ta luyện có một xíu thôi đã có kết quả rồi. Khó muốn chết, ai mà luyện cho được? Đúng rồi, khó quá. Khó cái gì mà khó? Ta yêu cầu luyện cơ bản thôi, chứ có bắt các người luyện nâng cao đâu mà khó. Ta cho các người thời gian một nén nhang nữa. Nếu không luyện được gì thì đừng có trách ta. Con gái. Dạ, thưa cha. Đốt giùm cha một nén nhang rồi canh mọi người luyện tập giùm cha. Dạ, thưa cha. Trời, sao lại là một nén nhang? Giống như truyện ma của Quỳnh Lập quá vậy. Mọi người cố gắng luyện tập nha. Cha em khó lắm đó. Hết một nén nhang mà mọi người vẫn chưa luyện tập được là cha em sẽ phạt nặng đó. Trời, tập đã mệt muốn chết rồi mà còn bị phạt nữa. Chơi hù tâm lý vậy ai tập nổi đây trời. Tiểu Thiên, Aloy, hai đứa mau tập đi đừng có sao nhãn. Dạ, đại tỷ. Sao một nén nhang còn tàn rồi mà mọi người vẫn chưa luyện xong nữa? Lo cho mọi người quá. Tao luyện được rồi. Ta cũng luyện được rồi. Nhưng mà hai tên Aloy và Tiểu Thiên vẫn chưa luyện được. Cái gì? Hai tên này vẫn chưa luyện được gì ư? Dạ tại... Không được đủ thừa là do hai người không tập trung luyện tập. Các người nên biết rằng Rồng Thần và cả Vương Quốc Rồng đang trông chờ vào các người. Bất cứ sự chậm trễ nào cũng đều là đáng trách. Ta phạt hai người phải treo hai xô nước trên tay và đứng suốt 3 canh giờ cho ta. Còn rồng xanh và rồng vàng luyện tập rất tốt, tuy nhiên ngọn lửa còn khá yếu, cần luyện tập nhiều hơn nữa. Con gái, hãy ở đây canh hai người họ cho ta. Bây giờ ta phải ra quán treo bảng nghỉ bán về hôm. À sẽ gì bất chợt đó, đừng có mà giở trò nghe chưa. Nặng quá. Mọi người cố gắng chịu một xíu nha. Lát cha em đi rồi, em sẽ bao che cho mọi người nghỉ ngơi. Ta đi đó. Sư phụ rộng trắng rất nghiêm khắc, các ngươi phải cố gắng luyện tập, còn vì Vương Quốc Rộng nữa. Bây giờ chúng ta luyện tập tiếp đi, để Lửa Rồng Thần mạnh hơn. Được. Mình năm nay đã 70 tuổi rồi mà còn bay nghệ quá đó chứ. Mình mà bay thì ai qua được mặt mình? Chắc chưa. Hả? Chào anh, tôi mời anh dừng bay xuất trình giấy phép bay cho chúng tôi kiểm tra. Tại tôi đi gấp quá nên quên mang lại cán bộ. Và tôi có lỗi gì đâu cán bộ. Chúng tôi đã bắn tốc độ anh và phát hiện anh bay quá tốc độ quy định. Anh sẽ bị tước giấy phép bay và cấm bay 1 tuần và phải đóng phạt 5 triệu. Trời! Hôm nay toàn bay không à. Hôm nay đi bộ đi tới nơi chắc chết sớm quá. Ủa? Bà đằng kia có vụ gì sùm vậy ta? Hai mẹ con tôi chỉ bán hàng rong thôi à. Tiền ăn còn không đủ. Lấy đâu ra 5 triệu để đóng tiền bảo kê cho mấy anh? Đó là chuyện của bọn ngươi. Ta chỉ cần biết đây là địa bàn cho ta bảo kê. Muốn làm ăn ở đây thì phải biết điều. Nghe rõ chưa? Chú ơi, tha cho mẹ con của con đi mà. Con bé này mặt mũi cũng sáng lan ra. Người đâu? Bắt nó gì? Khi nào đóng đủ tiền rồi ta sẽ thả con bé về cho. Dạ, đại ca. Đừng mà, không được bắt con của tôi. Con của tôi còn nhỏ lắm, nó hay bệnh giặt nữa. Mẹ ơi, mọi người đừng có quánh mẹ con nữa mẹ.
Đến mày! Mày mà nói nữa là tao kêu ông kẻ bắt mày bây giờ! Ai giúp thắng ta vậy? Ta là Bạch Long sư phụ. Mau thả con bé ra và biến khỏi đây. Nếu không đừng trách Bạch Long thần chủ của ta. Mau rút thôi! Không có ông ra tay giúp đỡ, không biết hai mẹ con em sẽ ra sao nữa. Hai mẹ con em thành thật cảm ơn ông. Cái gì? Sao lại kêu bằng ông? Kêu bằng anh được rồi. Bộ ta già lắm sao? Ta mới 70 tuổi thôi mà. Dạ dạ anh chú. Cũng được. Bây giờ cũng trễ rồi, hay là mẹ con em mời anh chú về nhà ăn một bữa cơm, coi như là để cảm ơn được không ạ? À? Thôi có gì đâu mà cảm ơn. Thấy chuyện bất bình cho nên ra tay giúp đỡ thôi mà. Thật lòng thì nhà em chỉ còn có hai mẹ con à. Chồng em đã mất khi bảo vệ hai mẹ con em khỏi bọn cướp. Bọn lúc nãy chưa đi xa khỏi đây, lỡ như mà có chuyện gì hai mẹ con em không biết phải làm sao nữa. Thôi được rồi, coi như ta đưa hai mẹ con về cũng được. Hai mẹ con sống trong hang động này sao? Dạ nhà của mẹ con em đã bị bọn cướp đốt mất rồi ạ. À. Thôi anh chú ngồi chờ xíu nha, để em đi nấu chút đồ ăn mời anh chú ăn. Thôi anh ngồi chờ xíu nha, để em đi nấu chút đồ ăn cho gia đình mình ăn. Cô gái này quả thật rất giống người vợ quá cố của mình ngày xưa. Bé Xuân, con đi lấy nước cho ông uống đi con. Dạ, dạ con mời ông uống nước. Dạ, con mời cha uống nước. Con bé này rất giống tiểu thư Rồng Trắng, con gái của mình khi còn nhỏ. Hai mẹ con này làm cho mình có cảm giác ấm cúng như một gia đình. À, đây là nước gì? Tại sao hai mẹ con lại hạ độc ta? Sao cha đi lâu quá chưa thấy về vậy ta? Lo quá, thường khi cha bay nhanh lắm mà. Ta sư phụ đi lâu về quá vậy tiểu thư, ta sắp không chịu nổi rồi. Ta cũng sắp không ổn rồi. Em cũng không biết nữa, thôi mọi người bỏ xuống đi, có gì em chịu trách nhiệm với cha cho. Trời ơi, mừng rớt nước mắt. Nhẹ hết cả người luôn á. Em nghĩ bây giờ phạt hai người cũng không phải là cách. Hay là bây giờ em chỉ kinh nghiệm luyện tập của em cho hai người nha. Biết đâu hai người sẽ cảm thấy thoải mái hơn là khi có sư phụ ở đây, sẽ dễ phát huy năng lực hơn. Ý hay đó, tiểu thư truyền kinh nghiệm lại cho bọn ta đi. Được, hai người luyện theo em nha. Luyện được rồi, không những được mà còn quá sức tưởng tượng. Đại tỷ bắt đầu vàng, có hai đứa tiểu thiên và áo lối kìa. Trời, đó là sao? Chuyện gì đang xảy ra? Bây giờ hai người tập trung toàn bộ sức mạnh vào tay rồi tung chiêu để xem sức mạnh thật sự đạt được như thế nào. Đó là chiêu kiếm thần xuyên tâm, hai người đã luyện được rồi. Không thể nào, đó là chiêu kiếm thần xuyên tâm trong truyền thuyết. Không ngờ nhìn bề ngoài bọn chúng trông ngất ngơ, nhưng năng lực bên trong bọn chúng lại mạnh đến như vậy. Bọn ta chính là người của Đại Hắc Long, đến đây để truy tìm miếng ngọc bội, nên đã giăng bẫy nhà ngươi. Ngươi là một người đàn ông tốt, nhưng rất tiếc lòng tốt của ngươi đặt sai chỗ rồi. Người đâu, mau trói hắn lại và lục tìm miếng ngọc bội ngay. Mày khỏi, miếng ngọc bội ta đang không có giữ ở trong người. Vậy thì ai đang giữ nó? Là ta đang giữ, mau thả cha ta ra. Nếu không, đừng trách ta ra tay độc ác. Con gái. Con nhỏ mồ côi này, người đã mồ côi mẹ rồi. Con muốn ta cho người mồ côi cả cha lẫn mẹ đúng không? Đừng nói nhiều, xem ta đây. Đại đô đốc tới. Đại đô đốc, em đã làm xong nhiệm vụ, bây giờ chỉ còn bước cuối cùng là lấy miếng ngọc bội của hắn. Bạch Long sư phụ, lúc trước ta có khuyên người hãy vào thế lực của Đại Hắc Long mà người không chịu nghe. Nếu như người nghe theo thì bây giờ có lẽ người đã trở thành đại đô đốc hay đại tướng quân rồi. Theo lý tưởng cứu đồng thần để làm gì? Hậu quả bây giờ, ngươi và con gái của ngươi và những đồ đệ của ngươi, cả đám sắp phải đi chậu diêm vương rồi. Ngươi có tay hối hận không?
không bao giờ. Vẫn còn ngoan cố, bắt hết bọn chúng lại, lục soát để lấy miếng ngọc bội và giết hết cho ta. Ai dám động đến đồng đội của ta hôm nay đều phải trả giá. Hai tên ngốc nào vậy? Hãy xem ta đây. Kiếm thần xuyên tâm.